Sau khi đón Boji và Kage ở chỗ ngài Despa, quân đoàn âm giới lập tức lên đường tới vương quốc Boss. Trước đó, vua Despa đã triệu tập đoàn trưởng đến để giao nhiệm vụ. Bên cạnh việc bắt đám tù vượt ngục về, quân đoàn phải tận dụng thời cơ mà thâu tóm vương quốc Boss. Dĩ nhiên, điều thứ hai Boji không hề hay biết liệu âm mưu của vua Despa có hoàn thành. Câu trả lời sẽ có trong Osama Ranking phần 2 Season 1. Video này được mang đến cho bạn bởi Content Phúc Lộc, Editor LD và tôi quản quạ. Video phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ, hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất. Hãy xem lại Osama Ranking phần 1 Season 1. Bối cảnh hiện tại đang diễn ra đều do một tay gương thần giàn dựng. Chính ả đã đến ngục tù âm giới để đưa đám tù này về. Nhìn chúng lực vờ lờ thề, quái vật từ tổ đội báo thù Hun Ko, hoàng thân suy vong King Gakko, xăm sát đỏ đen, tướng cướp Lương Sơn Đồng, Jizu, đặc biệt là kiếm vương âm phủ Oken. Mục đích thực sự của lũ này là gì hiện tại vẫn chưa rõ, nhưng có một điều tôi dám chắc, áo của Trung Cuối bao đẹp bao rẻ, lại có đa dạng mẫu mã tha hồ mà chọn, giao hàng đảm bảo nhanh chứ không chậm như Despa lúc này. Chuyện là ông có con ngựa quý tên là Bạch Vương, hồi trước có nhờ quân đoàn chăm hộ, nhưng do tính con ngựa này như người yêu tôi, dễ cọc mà lại khó bảo, nên quân đoàn quyết định cho nó ăn ngày 10 bữa, và đây là kết quả. Tuy đi được 3 bước thở 10 lần, nhưng ngài Despa vẫn ngoan cố muốn cưỡi Bạch Vương, nên là sẽ đến sau. Trận chiến này bắt buộc phải có thân vương của âm giới thì mới nên cơm nên cháo được. Trong khi đó tại Hoàng Cung, được biết đến là một kẻ cực kỳ mạnh, nhưng chẳng hiểu vì sao vua Boss lại thành anh chồng bất lực để cho đám vượt ngục mân mê vương vị của mình. Kẻ đang nhắc đến ở đây là King Gakko, khứa này từng suýt được lên làm vua nếu ông Bo không nổi điên mà tàn sát cả vương quốc. Cơn thèm hoàng quyền bốc đến não khiến hắn đưa ra một quyết định đi vào lòng đất chân tay miệng với Oken. Ban đầu thì kiếm vương âm giới thể hiện mình là gã nhu nhược, không dám bật lại, cho đến khi đám người theo gương thần ra ngoài thì nghề của hắn mới được bộc lộ. Chỉ với vài đường kiếm cơ bản, Oken đã cho King Gakko biết ai mới là bố. Hắn chẳng hứng thú việc vua chúa gì đâu, thứ hắn muốn thấy là bộ dạng sắp chết của con mồi mà thôi. Trong khi đó, ở cổng vào cung điện, lực lượng của Thái hậu Hưu Linh sắp phải đối mặt với dàn quỷ cẩu của gương thần. Lúc này ta mới được biết rằng danh tính của gương thần là Miranzo, và mục đích của ả là phá hủy đất nước này. Trước tình hình đó, Ruishi đã cố thuyết phục Apis bỏ tối theo sáng, nhưng thương viên vương ứ chịu bởi đã thề sẽ trung thành với mình Miranzo mà thôi. Huynh đệ thế này thì coi như bỏ. Khiên thiên vương giờ phải dồn toàn lực để chiến với đám quỷ cẩu cái đã. Rút kinh nghiệm từ lần va trước, Ruishi đã thay đổi chiến thuật. Ngay khi đám chó lao đến cắn, chúng đã dính bẫy bởi giáp dao mà Ruishi chuẩn bị, để rồi kết cục về với tiên tổ hàng loạt. Nhưng không chỉ có khiên thiên vương là biết chơi chiêu, đám quỷ cẩu thực hiện bao vây chặt, dùng số lượng để áp đảo hòng phá sức quân của Hưu Linh. Giữa lúc đó, cặp song sát đỏ đen đến góp vui. Chúng cầm chân lính để đám chó lao lên nhai Hưu Linh. Nhưng trừ Ruishi ra, không chỉ có anh chọc, nữ tướng An cũng ra tay bọc hậu, ngăn chặn mọi mối nguy tới hoàng hậu. Thế trận phía trên đang cân bằng thì phía địch tung hàng nóng, Hun Ko lập tức chấn áp rồi hạ gục ba chàng lính. Thấy tình hình bất lợi, Ruishi lập tức cho ngựa đưa thái hậu đi trước. Trò này thì Miranzo tính cả rồi. Oken gửi lời chào bằng một đường cắt, An lập tức đến cứu. Nhưng bất ngờ chưa, Oken là một biến thể của Deadpool. An bị nhận một chém nằm tại chỗ, Hưu Linh đã căng, dùng thánh quang tấn công, khiến Oken bị lóa mà phải tạm xin đi rửa mắt. Tận dụng thời cơ, Hưu Linh chữa ngay cho An, tốn hơi bị nhiều mana, nhưng bà đã thủ sẵn nước tăng lực nên vẫn còn giữ được tỉnh táo. Chứ như Ruishi hiện tại thì toang rồi. Khiên thiên vương đã bị Hun Ko đánh bại trong khi thân bị đám chó bao vây, nhưng vì cứu con nên Hưu Linh quyết chiến. Boji thì chưa đến, Domas và Hokuro đang ở chỗ khác, ai sẽ cứu nổi ba đây? Như một tay chơi đề chuyên nghiệp, Apis đánh nhát xuyên ba, tạo cơ hội cho Hưu Linh chạy trốn. Thương Thiên Vương xin Miranzo mở lòng từ bi, và ả mở lòng thật nhưng mà mở hé, để xem Hưu Linh sẽ làm gì trong hoàn cảnh này. Nằm lăm nằm lốn, Ruishi tỉnh cơn mê, mà dồn cứ đít thít cơ mông trả meo meo lại cho Hun Ko để chạy đến cứu thái hậu. Như được búp bẩn, Ruishi tả xung hữu đột khiến đàn chó nằm vô số, nhưng ai rồi cũng có giới thiệu, anh chàng bị đàn chó pressing hết chân cẳng, đè xuống để tiện cấu xé. Nhìn đồng chí bị hành, Apis lòng đau như cắt, từng là huynh đệ trên bến dưới thuyền với nhau, anh ta không muốn nhìn họ chết. Nhưng đây là mong muốn của Miranzo, tất cả là bởi ả muốn được cùng vua Boss thực hiện ước mơ, và ước mơ đó không có slot của Hưu Linh. Tiện đây kể chuyện ngày xưa tí, hồi đó chính Miranzo đã đề xuất cho vua Boss đẻ thêm con, nhưng vua Boss bất lực, không phải là vì ông yếu sinh kém lý, mà là bởi phụ nữ tộc khổng lồ chỉ đẻ được một lần duy nhất. Và rồi sau khi mẹ Boji mất, Hưu Linh đã được chọn làm tân cung phi, và mục đích đẻ thêm là gì thì ai cũng biết. Hoàn thành nhiệm vụ rồi thì Hưu Linh hết vai, và cả cái chân của Ruishi cũng thế. Nhìn đau đớn phết, nhưng tầm ấy chưa ăn thua, anh hói còn chơi tiếp được. Hai bên lao vào nhau điên cuồng để xem người với chó ai hơn ai. Trước bối cảnh tiết canh đánh từng bát như thế thì Hưu Linh chỉ biết cầu cứu trong tuyệt vọng. Vua Boss đã thấu và định ra trận, nhưng khi nghĩ về Miranzo thì lại quay xe trong một sự khó hiểu của Bebin. Nói qua một chút về Xà Thiên Vương, sau cuộc chiến với Apis, Bebin đã được ba đầu cụt một cứu chữa. Khi đã bình phục, ông quay lại hoàng cung gặp vua Boss, nhưng làm gì thì tôi nói sau. Còn bây giờ thì tôi sẽ nói với anh chị em về page phim này hay phết, nơi để bà con có thể chia sẻ tất tần tật về phim. Gì 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 gì, cái gì cũng có.
có, kính mời mọi người tham gia cho nó show. Kết thúc quảng cáo. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với quân đoàn âm giới lúc này đã đến nơi. Trước mắt họ lúc này là những người dân bị thương nặng chờ ngỏm. Và tác giả của nó, Oken, thấy chuyện bất thường không ra tay thì còn gì là hào hán. Boji đứng ra xét kèo, nhưng đoàn trưởng ngăn lại. Trước khi lên đường, ngài Despa đã dặn không được động thủ với Oken, nhất là Boji cho đến khi ông ta đến. Nhưng để tình hình này tiếp diễn thì không ổn. Đoàn trưởng bảo Boji và Kage cứ đi cứu Thái hậu Hiếu Linh trước, còn mình và anh em sẽ lò ở đây. Nhưng chỉ sau vài phút giao chiến, quân đoàn âm giới đã thảm bại trước Oken với skill bất tử. Bất ngờ có một cú sét cực mạnh giáng xuống, đánh gục hắn tại chỗ. Ngài Despa đã đến nơi, ngay lập tức Oken bị khống chế. Lúc này ta được biết thêm rằng Oken của ngày xưa không như vậy. Hắn ra nông nỗi này tất cả là do sự bất tử gây ra. Một kẻ mất đi sự lão hóa, khả năng bị bệnh tật, thân thể tự hồi phục. Nghe có vẻ khá sướng cho đến khi trái tim mất đi nhân tính. Đó là những điều mà Oken đã phải trải qua. Dù biết là khó chữa nhưng là anh em ruột, nhất định sẽ tìm cách giúp đỡ cho cô em bằng mọi giá. Trở lại với tình hình của Khiên Thiên Vương, tuy đã cố hết sức nhưng kèo này có khi yên nghỉ. Nếu không có ba đầu cụt một đến kịp lúc, trong lúc bé Na lo đám quỷ cẩu, Hiếu Linh sẽ dùng hết tất cả sức mình, từ nước tăng lực cho đến hồi tưởng để cứu bằng được Drusy. Cũng may là ông này phúc lớn mạng to nên cứu được qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên ba đầu cụt một thì lại đang hấp hối sau màn quăng đập đặc trưng của Unko. Nhưng khi định ra đòn kết thúc thì nó lại gục, chẳng hiểu lý do. Chẳng có nhẽ trúng gió không, mà là bởi Kage, chuẩn hơn là bởi Boji. Vừa thấy Hiếu Linh đến, cu cậu liền cầu xin bà mau mau cứu bé Na, không thì nó hẹo mất. Nhưng hết nước tăng lực rồi còn đâu. Kage hân hạnh tài trợ cho chương trình này, cộng một hồi sinh cho bé Na. Ngay lúc đang chữa trị thì Unko hồi tỉnh, biết là đang nguy cấp, nhưng anh em cho Despa ít thời gian để quảng cáo cho chiêu sắp dùng của Boji. Về cơ bản thì chiêu này sẽ hủy mối liên kết của các vật chất, từ đó làm vỡ hoặc đâm xuyên qua chúng. Đơn giản hóa thì là đây, meo meo về với cát bụi. Unko tính trả thù nhưng trình con ruồi, một trò từ Boji là đủ khiến hắn nằm bẹp dí. Game này easy quá, mới ngày nào bê một cốc nước còn khó khăn mà giờ đây Boji đã mạnh điên như vậy, khiến cho Drusy lẫn Hiếu Linh phải thốt lên ảo thật đấy. Từ bé ăn rồi. Hiếu Linh sau đó còn chữa cho đám quỷ cẩu theo mong mỏi của Boji. Đám chó này thực ra cũng ngoan, chẳng qua bị Miranzo thao túng nên là mới dại mà thôi. Không chỉ có riêng đám chó, cả Unko cũng dành cho Boji sự tôn trọng bái phục. Bổ sung cho anh em một chút là Boji thực chất có thể đọc được khẩu hình nên có thể biết được người khác nói gì. Sau khi được Hiếu Linh và Kage ủng hộ, Boji đã tiếp nhận lòng thành kính của Unko và sắc phong cho ông ta làm bạn thân của mình. Sau nhiều chuyện, chàng hoàng tử cô đơn ngày nào nay đã có thêm nhiều người bạn mới. Trong khi đó dưới tầng hầm, hai thầy chó Domas đã đến trước cánh cổng. Chưa kịp phá thì anh ta cảm được điều gì đó không ổn, bèn bảo Horuko tạm lánh phòng có biến. Cánh cửa mở ra và binh đoàn âm giới tiếp theo đã tới. Với lực lượng đông hơn thế này, Domas có mạnh ra sao cũng khá khó nên thôi, bỏ đi nép sang một bên vậy. Nhưng thế lại hèn, Kiếm Thiên Vương lại chắn ngang, quyết khô máu với đám từ đáy đi lên. Hóa ra là mày chọn cái chết. Dĩ nhiên Domas không đần, anh chặn đầu trên dốc cầu thang để giảm số lượng địch lên giao chiến một lúc. Ba đấu một không chột cũng què. Tuy nhiên một này bá ra trò khiến ba bị đẩy lùi. Lần thứ hai rút kinh nghiệm, từng đứa lên một. Cái kết cũng chẳng khác gì lần đầu là mấy. Kế đó một khứa to xác lên sàn với lời thề hứa đảm bảo sẽ hạ địch trong một nốt nhạc. Hắn vốn là môn đệ của trưởng lão khá bảnh nên chỉ được cái chém gió là căng, chứ thực lực thì thua Domas. Sau cuộc đối đầu đó, phó đoàn trưởng thấy có mùi rối gian ở đây nên quyết định dồn quân lên đánh cho tên kia biết thế nào là lễ độ. Hậu quả là cả chi đội bị hạ sạch. Má quê quá anh hai, phó đoàn trưởng lâm trận quê x2. Tưởng như mọi thứ đã ổn thì Hokuro đột ngột bị khống chế. Một cảm giác cực kỳ kinh hãi ập đến từ cánh cổng. Hoàng đế của âm giới giá lâm. Khi đến đây, vua Desha đã nghĩ mình chỉ cần solo với boss, nào ngờ còn có một địch khá thế này, nên ông quyết định sẽ ra tay phô trương thực lực của mình. Trước mắt là vua rank 2. Domas tự dưng có dấu hiệu của Parkinson. Anh chàng đã vẽ ra một viễn cảnh đẹp cho màn phản công của mình. Mọi thứ đều đi đúng hướng cho đến khi má chơi chiêu ác vờ lờ. Đã thế Desha còn luôn miệng chọc tức, vừa cay vừa quê vừa thốn. Domas quyết trời tất tay với đối thủ để giành lại sự tự tôn của một người đàn ông. Hokuro thoát khỏi khống chế, cũng quyết định quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Này thì quyết tử này, các chế đã xua chưa? Giữa lúc tình hình đang căng như dây đàn thì Unko xuất hiện cái đùng, với tệp đính kèm là Boji và Kage. Trước đó mọi người đã tách nhau ra, trong khi ba đầu cụt một sẽ đưa Thái hậu đi nghỉ ngơi, Boji sẽ đưa đám quỷ cẩu về âm giới. Màn hội ngộ thầy trò vậy mà căng đét. Domas thì khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, còn Boji thì bị oán hận và căm thù chi phối, giống những gì Kage trải qua khi chứng kiến xác mẹ bị giày xéo. Lúc này Kiếm Thiên Vương thẹn quá hóa thiếu suy nghĩ, quyết định tự reset, nhưng khổ nỗi thân thể mạnh quá không hẹo được. Nhưng tầm này ai cần thế chi cho khổ, thay vào đó lấy công chuộc tội phải hơn không? Nghe những lời của Hokuro, Domas đã giác ngộ, anh nguyện dốc sức vì Boji. Kịch này hay nhưng Desha đéo ke, ông ta hạ lệnh tóm ngay cổ Unko lại. Nhưng gã da xanh này lực vờ lờ, đánh cho quân đoàn không còn mảnh giáp. Cả Domas lẫn Hokuro cũng ra trợ chiến. Dĩ nhiên Boji và Kage không thể vảnh dâu xem được, một người o e một người thuyết phục. Hy vọng mọi người ngừng chiến. Má gì cũng đến tay tao. Đùng,
Hunko đã ao, mục đích khiến vua Desha phải thân chinh ra trận không chỉ dừng lại ở việc bắt lại đám phạm nhân mà còn cả kẻ chủ mưu Miranzo nữa. Với Domas và Hokuro thì tên này còn lạ lẫm, chứ với Boji thì không. Miranzo chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau sự ra đi của mẹ Boji, gạt nước mắt khi nhớ về chuyện cũ. Boji lập tức vào thế sẵn sàng đối đầu với hoàng đế âm giới trong mắt của vua Desha. Dù đám Boji có ý định ngăn mình lại hay không thì chuyến đi này kiểu gì ông ta cũng phải chiến với đối thủ là vua Boss, vì vua Boss rất sủng ái Miranzo. Nhưng trước khi đến tóm quà phù thủy, vua Desha hạ lệnh khẩn trương bắt giữ Hunko, kẻ nào chống đối chém không tha. Nguyên nhân khiến cho anh chàng da xanh lè này trở thành một tên tù nhân hung bạo là một câu chuyện buồn. Khi đó Hunko là thành viên trong lực lượng của ba anh em Desha, đối đầu với chủng tộc Gigantes của mình dưới sự lãnh đạo của vua âm giới khi đó. Điểm đặc biệt của tộc Gigantes là tính cộng đồng rất cao. Quân của Desha đã lợi dụng tính cách này để đặt bẫy, hậu quả là chủng tộc của Hunko bị tiêu diệt. Quá phẫn uất, chàng khổng lồ đã ra tay tàn sát vô số người. Chỉ đến khi Oken xuất hiện thì tình hình mới được khống chế. Việc Hunko làm phản đã dẫn đến tổn thất lực lượng nặng nề, thế nên ông ta đã bị kết án chung thân. Chứng kiến sự dã man tàn bạo của đám con người kia, Despa cho rằng họ đang đi vào vết xe đổ của cha. Vua Desha thì coi rằng đây là cái giá của chiến tranh. Khi quan điểm đã không chung, chia tay là điều tất yếu. Không, Desha không bạo ngược như vậy. Ông hiểu, rất hiểu sự kinh tởm của đám lính của mình, nhưng vì việc lớn ông chỉ biết chấp nhận trong khó chịu. Nhớ lại những nỗi đau quá khứ, Hunko lập tức bật dậy lao đến tấn công Desha. Vua âm giới cũng chẳng vừa, tính dùng lôi kình cho đối thêm lần thẳng cẳng. Giữa lúc đó Boji lao đến hóa giải, cậu không muốn hai bên va chạm, thay vào đó hãy dùng phương pháp hóa giải. Nhìn thanh kiếm mà Boji mang theo, Desha nhận ra ngay khứa này có mối quan hệ với Despa. Ngay khi biết họ có liên kết thầy trò, hoàng đế âm giới đã gọi cho cô em để hỏi xem nhóc này đã lĩnh hội được gì rồi, nhằm giữ sức đánh boss. Despa phán rằng với thực lực của hoàng huynh, không thể thắng được hai bố con họ đâu. Có thể nói vua Boss là thiên hạ vô địch, chỉ là ông ta không muốn leo rank mà thôi. Cách tốt nhất bây giờ là để Boji chiến với Boss, sau đó tiêu diệt Miranzo và lấy đầu ma thần trước khi rút quân về âm giới. Vua Desha muốn đưa Hunko cùng về với vị trí là thành viên trong quân đoàn của ông. Đó cũng là một trong những mong muốn của Oken lúc còn tỉnh táo. Tuy nhiên Boji vẫn lửng lưỡng ngăn cản, chỉ đến khi anh bạn xanh lè can ngăn cậu mới hạ kiếm. Tuy xa nhau nhưng Hunko hứa sẽ không cách lòng với Boji. Hai người tuy mới quen nhưng coi như đã là bằng hữu, gặp nhau rồi chẳng muốn lìa xa. Đám quỷ cẩu lúc này cũng đến nơi, tưởng Desha bắt nạt Boji nên lao đến sực, nhưng vị vua không thèm chấp, bèn hạ lệnh cả đội rút ngay. Chứng kiến sự oai phong đó, Boji thấy ngưỡng mộ lắm, coi như đã xử lý xong vụ của Desha. Giờ là lúc Domas cầu xin sự tha thứ từ Boji. Khi thấy người thầy kiêm kẻ từng ám hại mình ngay trước mắt, nỗi sợ lại đè nén lên Boji, khiến cậu tạm thời khó chấp nhận. Bất chấp cả lời Kage khuyên ngăn, cậu bỏ chạy để khỏi phải đối diện. Nhưng với một người nhân hậu như Boji, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, ít nhất họ tin là thế. Trước khi to be continue, hãy đến với quá khứ của ba anh em Desha. Cha của họ, vua âm giới tiền nhiệm Saturn, là một kẻ bị ám ảnh bởi trường sinh. Ông ta quan niệm rằng sinh vật sinh đẻ hậu thế sẽ kéo dài được sinh mệnh, thế nên ông ta đã lấy một người phụ nữ loài người, sinh ra ba người con. Desha kế thừa siêu năng của cha, Despa chỉ có một chút sức mạnh, Oken mang sức mạnh thể chất. Nào ngờ khi đến tuổi 25, Oken mới bộc phát siêu năng của mình. Đây đúng hơn là một lời nguyền khủng khiếp. Oken đã rất lo sợ bản thân sẽ biến chất, nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến. Trước tình hình đó, Desha buộc phải ra tay. Chàng hoàng tử bảnh bao ngày nào, giờ trở thành con quái vật giam cầm ở nơi ngục tối. Trở lại với thực tại, Boji và Kage bắt gặp Thương Thiên Vương đang bất tỉnh nhân sự. Trước đó khi đang đưa Miranzo đến hầm, Apis đã bị cặp kiếp đỏ đen tập kích. Tưởng Thương Thiên Vương dư lao, hóa ra là dư sức đập cho tên đỏ bố mẹ khó nhận ra. Giữa lúc ấy, Jizu đã phát hiện tình hình, hắn đã giở trò mèo gì đó khiến Apis nằm một đống, còn Miranzo bị bắt đi. Hai đứa tính kéo Apis đến chỗ Thái Hậu nhưng lực bất tòng tâm. Giữa lúc ấy Thương Thiên Vương hồi tỉnh, anh ta khuyên Boji nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt bởi âm mưu của Miranzo. À ta muốn phá hủy mọi thứ chỉ để được thêm lần nữa chu du cùng với vua Boss mà thôi, nhất là khi bậc quân vương đã trở lại với hình hài của Daida. Nhưng chẳng biết sao tự dưng quay xe, anh ta muốn đối đầu với Boji để thể hiện lòng chung với Miranzo, nhưng ngay lập tức ý đồ đó bị rút lại bởi khí chất khổng lồ mà Boji tỏa ra. Tầm này dù có là tứ thiên vương cũng không có cửa. Apis thấy rằng Boji đã thực sự thay da đổi thịt, có sức mạnh vĩ đại còn có thêm một người bạn đáng tin. Với tiềm lực đó, cậu bé sẽ là hy vọng của đất nước này và sẽ cứu lấy tất cả mọi người. Mục tiêu trước mắt của Boji là đánh bại Oken, sau đó đến phiên vua Boss và Miranzo. Khi nhắc đến đánh bại cha thì cậu hơi băn khoăn, dù sao thì cũng là tình phụ tử thắm thiết. Vừa lúc đó Oken chạy ngang qua hai đứa. Trước đó sau khi nghe được tiếng triệu tập của Miranzo, hắn đã tự bẻ gãy xương mà thoát khỏi dây trói. Mục tiêu của hắn lúc này là tiêu diệt đám vô lại đang bắt giữ ả gương. Boji cũng đến đó nhưng Kage ngăn cậu tham gia để xem xét tình hình đã. Gã Jizu lấy Black làm vật chắn hòng thoát thân, nhưng Boji không cho. Thấy cu nhóc phía trước, Jizu tính va, nhưng khi thấy sức mạnh của Boji thì rén, đã thế còn bị Oken dí phía sau, nên hắn đành giở trò kể khổ rồi tận dụng thời cơ giở trò thả độc. Đen cho hắn là Boji có gen kháng với mọi loại toxic nên chiêu này vô hiệu. Oken đã đến nơi, Jizu đành bỏ chạy, nhưng chạy đâu cho hết nắng, gã râu kẽm bị tóm gọn. Cuộc chiến bây giờ là giữa Boji và Oken. Gã bất tử sử dụng phép hòng pause Boji lại, nhưng bất lực trước skill né của cậu bé. Thực chất chiêu đó cũng chẳng phải phép gì cao siêu, chỉ là ném vật nhỏ vào huyệt đạo của đối thủ mà thôi.
cái này bố gì xử lý được. Đúng như những gì ngài Despa lo lắng, Oken chính là thiên địch với kiếm pháp của bố gì, bởi hắn mặc phun giáp, mũi kiếm của cậu không thể xuyên thủng, kể cả khi cậu hủy vũ khí của đối phương. Nhưng với skill hồi phục của mình, thanh kiếm của Oken sẽ nhanh chóng trở lại như mới. Việc tấn công không hiệu quả lại còn phải chống lại một kẻ xài đủ các trò, có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, khiến thể lực của Boji bị bào mòn trong khoảnh khắc vô thức. Miranzo đã khuyên Kage nhanh chóng đưa Boji chạy ngay, vốn cu bóng không biết danh tính của gương thần nên cảm ơn rối rít rồi bảo Boji nhanh xôi xéo. Tuy nhiên cu cậu lại từ chối, không phải Boji đang quá tự tin vào mình mà đánh liều, mà là bởi cậu muốn tự xử lý, tránh để người khác bị liên lụy mà thôi. Trước một đối thủ mạnh thế này, chàng trai của chúng ta quyết định sẽ ra chiêu tất sát. Khổ cái là Oken bất tử, chiêu rời cũng bất lực. Ngay khi hay tin, Boji đã tính chim cút, nhưng khi thấy Jizu chuẩn bị xiên thì cậu lại động lòng xuống cứu. Kage thấy tình hình này căng lắm nên đi hỏi ý kiến gương thần. Lúc này cậu mới thắc mắc về danh tính của đối phương. Nếu cậu tò mò muốn biết thì ả cũng chẳng muốn giấu. Ả chính là Miranzo. Vơ lơ, ảo thật đấy. Kage chắc là nghĩ thế. Câu hỏi danh tính của gương thần cũng được Bebin đưa ra để hỏi vua Boss. Chỉ khi biết được thân thế của kẻ đứng sau, Xà Thiên Vương mới cứu được cu cậu học trò của mình. Đến nước này rồi, vua Boss cũng chả ngại mà trình bày về quá khứ của Miranzo và ông ta. Ở thời đại đó, thần linh phân ra vị trí các quốc gia, họ bắt con người làm nô lệ cho mình. Lúc ấy vua Boss đang đi chu du tập luyện, đã ghé nước chuyên dùng phép Huma, quốc gia đang tham chiến chống lại đấng bề trên. Sau khi lỡ tay sát hại bố Miranzo, nhưng được vợ ông ta cứu chữa, vua Boss quyết định sẽ ở lại nơi này để bảo vệ cũng như theo dõi sự phát triển của Miranzo. Ngoài ra ông còn góp sức giúp đất nước Huma trong công cuộc chống thần, cuộc chiến mỗi lúc một căng. Tuy giành được nhiều chiến thắng, nhưng lực lượng của dân Huma lại ngày càng suy giảm. Để có thể tăng nội tại cho mình, nước Huma đã liên thủ với nước Gyakuza, đó là nước đi mở đầu cho sự tuyệt diệt của họ. Gyakuza là một quốc gia chư hầu bị xâu xé. Để có thể tồn tại, họ không bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào, kể cả đó có là ti tiện nhất. Từ ngày người Huma đến, vương quốc Gyakuza có những bước phát triển vượt bậc. Nhưng trong lòng những kẻ ở đây, lòng tốt là biểu hiện của sự yếu hèn, nên coi thường những người tốt bụng. Mẹ Miranzo vốn cực kỳ thánh thiện, tuy nhiên cái gì quá thì cũng không tốt. Dẫu có biết là mình bị lừa, bà cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Trên chiến trường, đám Gyakuza là lũ khốn nguyên chất, thất bại thì bỏ rơi đồng minh mà trốn, còn khi thắng thì lại làm những chuyện táng tận lương tâm. Các vị thần dần nắm thế trận trên chiến trường, lũ Gyakuza khốn nạn đã quay lưng mà thông đồng với chúng. Hậu quả là người Huma đã bị tuyệt diệt. Dĩ nhiên gia đình Miranzo khó thoát được kiếp nạn, những người hàng xóm đã đến và kết thúc cuộc đời người mẹ để cướp của. Còn cô bé Miranzo thì thảm thương hơn nhiều. Khi chứng kiến cô bé vui tươi ngày nào nay bị hủy hoại đến tàn tạ, vua Boss đã không cầm được sự căm phẫn mà tàn sát cả đám dân ở quanh đó. Nhưng dù ông có làm gì thì vẫn không thể thay đổi được sự thật tàn nhẫn. Ít nhất ông vẫn cứu được mạng Miranzo, nhưng tâm tính thì không. Đến tận bây giờ vua Boss vẫn không ngừng dằn vặt. Ông coi mình là ác nhân làm Miranzo biến chất. Giữa lúc ấy Bebin nhận được tin về Boji nên là phải đi ngay. Nhưng trước khi đi, Xà Thiên Vương khẳng định nếu có gì bất trắc xảy ra, ông sẽ xuống tay với tấm gương dã man kia. Song song với cuộc nói chuyện trên thì ở chiến trường Boji đang gặp khó. Thể lực đi xuống kéo theo mọi kỹ năng đều như xích lô tuột dốc, khiến cu cậu lâm vào thế đường cùng. Giữa lúc nguy cấp, một cây rìu cán dài văng tới ngăn chặn Oken, nhưng nó cũng vô tình làm cô thu lôi, cứu hắn trong gang tấc, nhưng lần sau thì sẽ không hụt nữa. Trước đó đoàn trưởng và ngài Casper đã đến nơi, nhận thấy có dấu hiệu, Oken tính chim cút nhanh và chóng, đoàn trưởng tan rí. Oken quay lại dùng chiêu ném đá giấu tay, nhưng trò này out meta rồi bro, vô dụng trước đoàn trưởng. Oken thêm lần nữa bị dính trưởng, nhưng lần này khôn hơn, không để bên team ăn đòn. Trước tình hình căng như dây đàn, đoàn trưởng lao ra làm tí va cho nóng, nhưng chỉ trong 3 đường kiếm, chàng bự đã nằm. Despa không thể ngồi yên được nữa, tự thân ra trận cho thấy uy lực của mình. Khổ nỗi trí tuệ thì ông có, nhưng chân tay thì lại chẳng theo kịp. Đã thế phía đối diện còn cực kỳ mạnh mẽ, cho nên ông đã tính dùng đồng quy vu tận qua đòn xét của anh cả. Nhưng khi nhìn vào hắn, thứ tình cảm anh em lại ùa về. Hậu quả là ông nhận cái kết xót lòng, thấy thầy mình bị hạ gục. Boji đã hết cách đành dùng chiêu vô ảnh kiếm, quyết hạ gục được hắn. Oken thì cũng gục thật, nhưng mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở nỗ lực. Còn lực đến đâu thì well, hỏi fan MU. Lần chạm kiếm tiếp theo Boji hoàn toàn thua thế. Chán chơi với cậu rồi, hắn quay sang Kage. Boji ngăn lại, hắn xiên chân Boji rồi ra đòn kết liễu. Kage không muốn bạn mình hẹo, Kage biến hình khổng lồ, Kage nuốt Oken. Nhưng đó là hành động ngu ngốc. Oken thoát ra còn Kage thì nằm lại. Thấy cô nhóc có vẻ nhớ bạn, gã kiếm sĩ đã tặng một vé cho hai đứa được đoàn tụ như một thói quen. Oken ngắm nhìn những tuyệt tác mình tạo ra trong tác phẩm. Miranzo tận dụng lúc Oken không để ý mà nhập vào đỏ nhằm thao túng Kage. Despa kiểu what are you doing bro. Sau đó Miranzo phát công, tạo một sợi dây liên kết kỳ lạ, đưa Despa tới phòng ký ức của Miranzo. Phía sau của kẻ phản diện này thực sự quá bi thương. Sau đó Despa đã gặp lại Boji, họ đã xem trực tiếp màn hội ngộ của Kage và mẹ. Tuy nhiên nếu họ gặp nhau là gay đấy. Ý tôi là Kage có nguy cơ một đi không trở lại nếu cậu sang được bờ bên kia. Nơi đây chính là ranh giới âm dương. Do bị giới hạn tài khoản đăng nhập nên tính năng giọng nói của hai thầy trò bị ngắt, không tài nào ngăn Kage lại được. Đúng lúc đó Miranzo giữ thuyền lại và rằng cậu có 30 giây để trả lời. Hả? Cậu không còn lưu luyến gì nữa sao?
Phía bên kia mẹ vẫn liên tục giục. Kage đã dường như thấy cái gì đó lấn cấn. Một loạt những ký ức đắng cay ngọt bùi với Boji hiện về, khiến cậu nhận ra rằng mình còn nợ chưa dứt. Dù lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, Kage xin lỗi vì chưa thể về bên mẹ được, vì cậu còn có hẹn với người bạn thân thiết. Tuy nhiên một ngày nào đó cậu sẽ quay trở lại. Khi đó hy vọng rằng mẹ vẫn nhận ra đứa con này. Sau khi trở về bờ Dương, tuy có chút gượng gạo nhưng Kage vẫn gửi lời cảm ơn tới Miranzo, rồi ba chân bốn cẳng chạy đến tìm Boji. Chợt một cảm xúc gì đó đã nguội lạnh trong Miranzo sống dậy, chẳng biết nó là gì nhưng nó đã cứu cô bé Miranzo. Lúc này đang ở bên Daida, cô bé đó đã được giải thoát. Ở một diễn biến khác, Tứ Thiên Vương đang lên đội hình chiến với Oken. Với thực lực bản thân, bốn chàng trai đã khiến địch khốn đốn, thậm chí có lúc khiến Thiên Vương còn khống chế được tên bất tử. Tưởng như thế là ổn nhưng hông bé ơi, Oken đã nạp item hồi tưởng và sức mạnh anh em. Ngay lập tức hắn lật ngược được tình hình. Hiệp 2 giữa đôi bên bắt đầu. Lần này Oken không cho đối một cơ hội nào để thở, khiến tổ đội Thiên Vương lần lượt bị hành. Nhưng mà hai chữ từ bỏ không có trong từ điển của họ. Tứ Thiên Vương lại đứng lên quyết chiến cho tới hơi thở cuối cùng, để chờ người nào đó có thể cứu Boji xuất hiện. Quay lại ranh giới âm dương, trước mắt Miranzo là hai người phụ nữ, một là Shina aka mẹ của Boji, hai là mẹ của chính Miranzo. Đã quá lâu kể từ khi mẫu tử chia lìa, khi nhìn thấy dáng hình thân thuộc ngày nào khiến cho Boji không khỏi mau nước mắt. Bà vẫn đẹp, vẫn mạnh mẽ như hồi còn sống. Qua câu chuyện của họ, ta biết thêm về những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Ngày đó sau khi làm nội gián giúp bên ngoài tấn công vào vương quốc, đồng thời lấy mạng của Shina, Miranzo đã bị phản bội mà ăn một mũi tên xuyên bụng, nằm giữa làng danh sinh tử. Ả đã cầu xin sự giúp đỡ của quỷ thần. Linh hồn của Miranzo đã được chuyển vào trong gương, nhưng khi Ả chết đi thì linh hồn sẽ bị quỷ thần xơi. Với sự đánh đổi to lớn ấy mà chỉ đổi lấy con đường hại người, chẳng thực quá ư là ngu ngốc hay sao? Thực chất Shina đã hết căm hận Miranzo rồi. Trừ những gì Ả đã làm ra thì ít nhất là Ả không đụng vào con bà. À mà có đụng thì cũng chả lo vì Boji rất mạnh. Hơn nữa bên cu cậu còn có khối người bao bọc. Mẹ Miranzo khuyên con gái nên dừng lại nhưng cô Ả không chịu. Cô cũng chỉ là con gái thôi, cũng muốn có được hạnh phúc, cụ thể là ở bên vua Boss, nên Ả sẵn sàng bất chấp tất cả để có được. Đến đây thì tôi thấy cũng hơi tội cho Miranzo. Cô ta cần được giải thoát, nhưng không phải bằng vũ lực mà phải bằng cách khác. Đó cũng là điều mà Despa tin tưởng. Thế nên ông đã cho Boji thấy toàn bộ cuộc đời của Miranzo. Đó là một câu chuyện thực sự quá buồn. Trong khi đó tại vị trí của Daida, cậu vẫn đang tiếp tục xem những cuốn phim giữa Miranzo và vua Boss và biết được kẻ chủ mưu đẩy mình vào hoàn cảnh này là ai. Nhưng Daida lại chẳng mấy oán hận, dường như ở cậu đã nảy nở điều gì đó với Miranzo rồi. Tình hình bên ngoài rất là căng, những người có thể chiến đấu đều đã gục ngã. Despa đã tỉnh dậy nhưng vết thương vẫn còn chảy máu. Cũng may là Kage đã bình phục nên có thể đến chỗ đoàn trưởng để anh ta dùng tuyệt chiêu cầm máu. Có vậy thì mới hốp cứu được Boji, nhưng hy vọng đó sẽ sớm vụt tắt khi đoàn trưởng bị Oken bù cho thêm phát nữa. Không dừng lại ở đó, hắn còn nhắm đến Kage. Boji cản lại, nhưng tình trạng của cậu ấy đấu sao? Đùng một cái vua Boss xuất hiện. Boji ấy hả? Cút! Kage làm phiền. Biến! Tứ Thiên Vương cản lối. Bay! Ba đầu cụt một nữa à? Nằm luôn. Tất cả cun cút ra để cho vua Boss còn thể hiện khả năng siêu cấp trị thương. Chiêu này tốn sức ra trò, nhưng thành quả lại tối đa. Cả đám thì khỏe nhưng mối lo Oken thì vẫn còn đó. Tuy đã hao nửa già mana cho việc chữa trị, nhưng vua Boss vẫn mạnh dạn bước lên. Với sức mạnh của người khổng lồ bó chẹt trong cơ thể bé nhỏ, vua Boss biến những độc chiêu của Oken thành chó mèo. Đây là cuộc chiến giữa kẻ bất tử và vị vua vô đối. Nếu Oken thắng thì coi như là endgame, còn nếu vua Boss thắng thì Boji phải ra tay giải quyết ông. Nhưng nhắm có làm được không thì không rõ, bởi cứ nhìn vào việc vua Boss dã Oken như dã giò thế này là cũng lờ mờ nhận ra cả hai trường hợp trên là endgame rồi. Tuy nhiên dù có bị đập nát đến đâu thì Oken cũng không ngán. Này thì không, không ngán này. Sau khi đưa Oken về dạng mảnh, vua Boss gom hết lại thành một quả cầu, sau đó bốc lấy một tảng đá bự. Ơ cái thằng này nhây nhở, lại phải đập lại. Vo xác xong, vua Boss tiến hành nén kỹ, rồi đục một lỗ trên tảng đá, nhét Oken vào trong. Với cái mộ di động này có bất tử thì cũng không có hy vọng hồi sinh. Vậy là trường hợp 2 đã xảy ra. Boji đứng lên chuẩn bị chiến với bố. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc chiến đầy cam go cho cả hai. Nhưng vua Boss bảo cứ từ từ, để ông hỏi thăm chi kỷ cái đã. Sau những chuyện đã xảy ra, lúc này Miranzo đã nhận ra sai lầm. Giá như Ả biết giữ sự kính trọng của vua Boss một cách thầm kín thì đâu có những biến cố xảy ra. Hóa ra Miranzo đã lấy lại được lương tri. Vua Boss cũng là người có lỗi vì đã hùa theo Miranzo, thế nên cả hai phải trả giá. Nếu bản thân thất trận, vua Boss mong họ sẽ đồng hành đến địa ngục. Nhưng việc đó là khó với Miranzo. Để khơi mào cuộc chiến, vua Boss cho tất cả hai sự lựa chọn. Một là theo ông, hai là đưa Daida trở về. Cảm xúc lúc này của Boji rất lẫn lộn, nhưng quyết định thì vẫn phải đưa ra. Boji chọn cứu Daida, tức là đối đầu với bố. Bên cạnh đó, lần lượt những thiên vương đều nhất tề đứng về phía Boji. Hóa ra chúng mày chọn cái chết à? Dù cả bốn thiên vương cùng xông lên thì ăn được vua Boss cũng khó. Huống chi mình Domas. May mà Boji đánh ngất kịp chứ lại báo thêm mạng thì lại khổ. Cuộc chiến giữa hai cha con bắt đầu với bầu không khí căng cực.
vua Boss như thời còn khổng lồ, tấn công liền tu ti thằng con chạy muốn tụt quần. Bạn nghĩ Boji thất thế ư? Cái này cô cậu tính cả rồi. Từng chút một, Boji sẽ gây đam lên cây hàng của vua Boss, và rồi khi thời cơ đến, cậu đã phá hủy hoàn toàn nó, rồi tổ chức phản công khiến vua Boss đo sản lần đầu. Khác với lối né đòn trước đây, Boji đã biết dùng não để hài hòa công thủ. Đây chính là kiếm pháp đích thực của một bậc quân vương. Không ngờ có một ngày vua Boss thiên hạ vô địch lại thất thế hoàn toàn cho một Boji yếu đuối. Bên trong ông hiện tại đang có một cảm xúc kỳ lạ pha trộn giữa hoang mang, tội lỗi, thương cảm và hạnh phúc. Vua Boss đã thất bại toàn tập, ông muốn phá vỡ tấm gương để cùng nhau được giải thoát nhưng bị Boji ngăn lại. Nói thật với các bác, chứ tôi recap đến đoạn này thực sự cảm thấy oan ta la von quá, nhức nhức cái đầu ngang luôn. Quy chung lại thì chỉ cần phá hủy tấm gương là xong, nhưng người làm điều đó phải là Boji. Đấy, cái gì cũng phải đến tay main thì mới chịu được cơ. Đường kiếm tung ra, tấm gương tan vỡ, linh hồn vua Boss thoát ra khỏi Daida. Trước khoảnh khắc đó, vua Boss đã cho Daida xem toàn bộ câu chuyện của ông và Miranzo. Quả thực sự gắn kết của hai người họ là cực kỳ mãnh liệt. Vua Boss có một ước mơ lớn là trở thành kẻ mạnh nhất, nhưng cuộc chiến được Miranzo sắp xếp, ông đều thắng knock out dễ dàng. Lâu dần vua Boss sinh kiêu ngạo mà đến tìm thần Shabis giao chiến, hậu quả là thua máy mất mạng. Sau thất bại thảm hại đó, vua Boss mất hết nhuệ khí. Miranzo đã đưa ông đến tìm quỷ thần, người bạn hồi nhỏ của cô. Khi ấy quỷ thần đáng yêu xỉu, nhưng cô cậu sợ việc phải thực hiện ước mơ sẽ làm mình biến chất. Miranzo khi đó đã hứa sẽ không ước, sau đó như nào thì ai cũng rõ. Vua Boss được búp sức mạnh nên hạ được thần Shabis, nhưng trong lòng ông lại trống rỗng, không vui. Trước lúc lâm chung, vua Boss đã nhờ Miranzo chăm sóc Daida. Ông tin rằng đứa con thứ sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Linh hồn của vua Boss và Miranzo thoát ra bay đi. Nhưng do có thỏa thuận từ trước, linh hồn của Miranzo đã bị quỷ thần nuốt chọn, đời đời kiếp kiếp bị hành hạ và mãi mãi không được siêu sinh. Sự xuất hiện của quỷ thần chính là điều Despa mong muốn. Ngay lập tức tổ nhóm âm giới đã phối hợp để lấy thủ cấp của quỷ thần, buộc nó phải thực hiện điều ước của ông. Despa muốn cứu Oken, nhưng chưa kịp nói đã bị Daida cướp lời. Cậu muốn hồi sinh Miranzo, điều ước được thông qua. Khi ở trong thế giới địa ngục của quỷ thần, Miranzo đã gặp lại người bạn năm đó. Lúc được Daida và Boji đưa ra, cô đã hứa rằng sẽ giúp quỷ thần trở lại như trước. Tuy đã bị nẫng tay trên điều ước, nhưng Despa không làm to chuyện thêm, bởi vì dù sao việc này cũng là mong muốn của Oken. Câu chuyện kết thúc khi ai về nhà nấy. Daida muốn lái máy bay Miranzo, Ruishi thì được healing thả thính, còn Boji chính thức được nhận ngôi vua như những gì di chiếu đã tuyên. Tưởng như khi ước mơ đã thành thì Boji sẽ sướng lắm, nhưng không, cậu lúc nào cũng ủ rột như mất sổ gạo. Nguyên nhân là bởi vào cái ngày cậu đăng cơ, Kage đã rời đi. Khứa bóng cho rằng tầm này mình đã hết vai trò nên đã tự tìm cho mình con đường riêng. Cậu muốn sống một đời lương thiện nhưng chỉ nhận lại sự hắt hủi. Dù thế nhưng Kage không bỏ cuộc, chỉ có điều là cậu rất nhớ Boji. Ai hỏi Boji đấy, có Boji đấy. Sau khi được healing khuyến khích, Boji đã nhường ngôi cho Daida. Giờ đây ước mơ của cậu là tự lập vương quốc của mình cùng với Kage. Ở một diễn biến khác, vua Desha sau khi hay tin kế hoạch quỷ thần thất bại đã đồng ý trở thành top 1 server để có được món quà của thần nhằm cứu em trai. Liệu rằng bảo vật ấy có giải được lời nguyền bất tử, và hành trình của Boji và Kage sau đó sẽ ra sao? Tất cả sẽ có trong season tiếp theo. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.